cái khổ này là ngang bao nhiêu em? Này là 91. À 91 thì nó khổ được 75 đúng không? Đấy, tôi đang in đấy các bạn. Bạn ở đâu lên cái này? Bên này. Ủa, sao cái chữ này nó bị ngược ta? Cán lớp kia lên dán lại. À, tức là cái mặt kia đó đằng sau đúng không? Cái thứ hai là cái góc độ này thì chiếc xe cũng khá là đẹp. Nó in xong thì mai mốt cái bức hình này nó ra cái bức tranh sắp tới mình sẽ dán cái bức tranh này lên trên cái hồ cá của mình xem như thế nào nhé. Có 2m6. Loát lâu không? Bức tranh chuẩn bị ra nhìn nhẹ nhẹ. Em một mẫu rất là phê luôn các bạn. Nó ra bên này đúng không em? Cái khổ này là ngang bao nhiêu em? Hay là 91. À 91 thì nó khổ được 75 đúng không? Bức tranh của mình in 75 phân. Đây là cái khổ giấy 9 mấy. 9 mấy theo chiều ngang chạy dài luôn. Tí nữa ra một cô gái rất đẹp luôn. Cô làm cái giấy này làm gì bố? Hử? Cô làm cái giấy làm gì? In trên nó không một cá mà. Đấy, nó đang quét đấy, nó đang quét này. Đấy, nó đang in đấy các bạn ơi. Bạn ở đâu lên cái này? Bên này. Liệu còn này vàng hay không? Lên sang bên đây thì mình ít vàng lên. Chiều cao nó của nó in chiều cao của cái khổ giấy là chiều cao của khổ giấy là 75 phân. À chiều cao của bức tranh là 75 phân thì in vừa trên cái khổ giấy 95. Đang quét đấy các bạn ơi. Đây là cái phông nền phía sau. Còn đây là cái chiếc cái đế của cái chiếc xe hơi này. Tí nó màu đỏ của chiếc xe hơi và một em gái rất xinh sẽ lộ ra. Đang in ở trên file này. Đứng trong đây nhé. Lên đây luôn hả? Được luôn hả? Đây các bạn ơi, chiếc xe màu đỏ bắt đầu đã xuất hiện này. Thì đúng ra để cung cấp mà. Màu đen thì khá là đẹp, màu đỏ thì cũng khá đẹp. Còn tí ra xem chân với cổ của em đấy thì có đẹp hay không. Rồi một bức tranh mới in vừa rồi ấy, thì nó bị ở cái cổ nó hơi vàng. Cái cổ cái chân của người mẫu hơi vàng các bạn. Nên là bây giờ in lại tấm khác để xem là nó còn vàng hay không. Rất là hồi hộp. Ủa sao cái chữ này nó bị ngược ta? Cán lớp kia lên dán lại. À, tức là cái mặt kia đó đằng sau đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Đứng đứng là chữ là các bạn nhìn thấy không? Khi mà in cái chữ này bị ngược, khi mà dán vào hồ cá in dán ngược lại. Màu đỏ của xe thì cũng khá là ok đấy. Sao lâu xuất hiện này, em người mẫu thế nhỉ? Chiếc siêu xe dán lên hồ cá nhìn chắc là khá là phê đấy các bạn. Xem thành quả nó sẽ như thế nào đây.
Cho lên lại cây nhỏ rồi. Bắt đầu cô gái xuất hiện rồi các bạn ơi. Wow, nhưng mà vẫn còn vàng. Trời ơi. Cái cổ vẫn còn vàng, rất là tiếc luôn. Chị chủ máy in chị nói là bây giờ in lại sẽ không vàng mà cuối cùng cũng vẫn bị vàng rồi. Cổ quất đại đi thôi. Mọi màu khác vẫn ok nhưng mà chỉ có mỗi cái màu vàng của cái màu vàng của cái chân các bạn, toàn bộ cái chân nó bị nhem màu vàng, nó mất tiêu rồi. Có khả năng do mình chỉnh cái Photoshop ấy nên là cái màu da nó hơi vàng. Đáng mình phải khử cái màu vàng ở da đi. Tiếc ghê thật này. Mà nhìn xa thì nó cũng không có được vàng lắm. Thưa các bạn, sau khi bức tranh phong hồ cá em siêu mẫu cùng với siêu xe mình đã in về đến nhà rồi. Và vừa rồi thì mình đã dùng thước này và viết, mình kẻ ra những cái đường như thế này. Đây là đường biên của cái phong mình in đấy các bạn nhé. Còn cái phần này là cái phần nó dư ra khỏi cái phong này. Còn bên trong này là cái phong thì mình đã kẻ rồi. Thì các bạn biết sao? Ở đây nhá, ở đây là cái mặt giấy này. Còn ở đây là một cái mặt nhựa này. Thì để các bạn muốn hình dung ra được cái tranh này như thế nào ấy thì các bạn phải lật ra. Đây, mình ví dụ cho các bạn xem nhé. Các bạn bật cái đèn lên. Đó. Các bạn nhìn ở phía dưới này. Đó. Đâu rồi? À, cái đoạn này mình cắt rồi. Cái đoạn mình cắt rồi các bạn. Đây, cái đoạn này thì mình cho các bạn nhìn hình dung nó dễ hơn này. Đây đi. Cái vị trí này nhá. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi đây là các bạn dọi đèn này thì các bạn nhìn thấy không? Chỗ sáng, chỗ này tối này, chỗ này sáng này. Tức là từ cái mép này trở vào trong nó là cái hình. Còn từ mép này trở ra ngoài nó không phải là cái hình. Nên là các bạn soi như này và các bạn đánh dấu ở trên này. Các bạn đánh dấu ở đây và các bạn sẽ kẻ được cái đường kẻ như thế này, như của mình kẻ đây. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là cái đường mình kẻ này. Đó. Còn ở bên này cũng tương tự như vậy. Các bạn nhìn này. Các bạn lật lên, các bạn thấy chưa? Đó, đây là cái bức tranh này, cái đường của bức tranh này. Mình sẽ đánh dấu lại và mình kẻ. Bởi vì mặt này hiện tại bức tranh nó chưa có dán lên hồ ấy thì mặt này nó cũng trắng. Mà dở lên mặt này nó cũng trắng, các bạn không nhìn thấy cái hình đâu. Mà các bạn phải dõi đèn như thế này các bạn mới nhìn thấy hình. Và các bạn đánh dấu lại đúng cái tỷ lệ khung của hình của mình. Như cái hình này ấy, thì mình in là một cái khổ dài là 1m55 và chiều cao là 75 phân. Thì các bạn dọi ngược đèn như thế kia thì các bạn sẽ biết được những cái dấu đó. Từ cái dấu đó các bạn mới kẻ những cái đường đúng cái khung khổ của mình. Và bây giờ các bạn sẽ cắt theo cái đường đó. Cắt theo đường đó thì còn lại nó là cái khung phông nền đúng kích thước 1m55 và nhân với 75. Và như vậy thì lúc mà các bạn cắt xong các bạn sẽ dán được lên hồ của các bạn ngay. Yeah.
Và các bạn thử nhìn xem nó có tuyệt vời hay không. Hiện tại bây giờ nó đang bị bóng tối đấy các bạn. Chú là mình cho cái đèn lên sẽ là như thế nào. Chị đi ra để cho chú làm. Đây là một siêu phẩm, siêu xe và siêu mẫu. Chưa có nước vào nhìn nó không được đẹp đâu, nhưng mà khi mà có đầy đủ nước vào nhìn nó xuyên qua, nhìn nó sẽ trong hơn và nó tổng quan hơn. Nói chung là mình chọn một cái bức hình phông này như này thì phải nói là khá là ok. Phía ở trên màu đen là để nuôi cho con mít các bạn, còn phía trắng là mình sẽ nuôi những cái con mà nó sáng hơn. Và chút nữa mình sẽ cho các bạn xem là nó sẽ ok như thế nào nhé. Và đây các bạn ơi, sản phẩm cuối cùng của mình đây, đây là một cái phông này. Rất là nhiều đam mê tích hợp ở trong này. Đam mê cá, đam mê xe và đam mê cái gì đó thì các bạn cũng sẽ tự nhìn thấy nhá. Dạ, cái cuối cùng á. Đây là cái cuối cùng, chắc cuối cùng đó. Đấy, đây là cái sản phẩm của mình, cái phông nền đây các bạn. Thực ra thì khi mà trong hồ nó chưa có nước đâu, nếu mà có nước rồi ấy, đảm bảo là nó sẽ cùng đồng nhất. Và cái kính của mình hiện tại bây giờ cũng chưa có lau chùi gì cả. Mình mới dán cái phông trong để cho nó khô. Thì sau khi nó khô mai mốt nó ok rồi thì bắt đầu mình mới vệ sinh hết tất cả và cho nước vào và sẽ chia sẻ cho các bạn những cái clip mà có những cái bức tranh như thế này. Và mai mốt thì mình sẽ xả cái đàn cá yêu dấu của mình vào đây và cùng chia sẻ đam mê với các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.